Cái lời dân cùng ai chạy bế lọc cả là mong bà tiêu đấy. So today we are going to learn about Unit 5, Growing Up. These are some important contents that we are going to work with. So we have reading, listening, yeah, grammar, vocabulary, culture in mind, speaking and write. Actually, yeah, from the beginning of the class until now, we don't have time to do speaking. Okay, at đại bản thuở đấy, tăng bị đau mà, because we have a time consuming. Only 2 hours, we cannot do that. So I decided to skip it, but you should try to use, because in speaking, you are asked to practice to use the language item, the grammar and the words that you learn from the unit, and put it into practice in real life practice. So if you are more active and you learn hard, this part is not a real problem for you. Okay, anyway, let's move on. Learning objective. So today we are going to look at present simple passive, let be allowed to, and vocabulary. Describe a person's age. So you're gonna use different words to describe a person's age. Okay. Reading. Okay, where boys become crocodile men. So look at, you can look at the picture in your books, or you can look at this picture. And do you know where is the man in the picture from? Have you ever heard about crocodile man before? Mình là cái đà khơi nhé. Crocodile man. Or have you ever seen any video or photos on social media or on YouTube about this guy? Chấn rụp này cứ bằng hai nhầm pi bỏ rõ mình nè, yeah, đà miền snam snam này được chứ ply sạch and cái hai quạt thà chứ crocodile man. Because when a boy in that country, in that local area, become a doll or man, they need to go through a process, which is kind of ritual. Chia tùm lọp chia bộ bê này để nó khả năng đồng bọn nâng cứ trời tài miền bị thi mùi. Bị thi nâng cứ cả vô khmer con khmer nâng vô từ dân ai mơ ru bật tọp tiết nè nâ. Ok, nâng bê đây có chọn khai từ chi bộ rõ để cái kết thai chi bộ rõ bình nhạc cả nạn nơi khả nông community mùi nâng cứ thấy cho lòng cả bị thi nâng. Rồi xây đài lên nữa. Vô chặt vì rồi tới vô mà ào sạch. Đôi chị chứng this man is from Papua New Guinea. Okay, Papua New Guinea.
this region, in this country, in one islands. Yeah, the people in an islands, they practice that kind of ritual. Okay, so you can read this article, and then yeah, actually I also already told you, yeah, this man is from Papua New Guinea, and he got scar, yeah, such kind of scar on his back. Okay, chương trình ai an time tới, yeah, and as a Persian có bán an slide có bán. Okay, and then listen again and answer question. So you have a some question to answer here. Yeah. Okay. This is the question. Yeah. So you're gonna listen to the rest and then answer the question. And with this kind of exercise, you can see some, yeah, elements here. Chứ nó không lấy cứ miên tầng ở nữa. Cái practice. Nó không mà at the bot mùi nữa. Nó không mà mê riêng nữa. Cứ nhóm đã practice nó không lấy tầng ở. And you can also find it somewhere. Yeah, I forgot to change the setting here. But first of all, you just need to read and answer the question. Okay. Chẳng là không cả này dừng chạy ở nếp phải. Okay. Ai chạy tới nếp dừng pra nếp không công chạy tới dừng ai bởi rịch thông dạy bàn á. Tu sắp dừng ai scroll bàn. Yeah, some of you might feel okay, it's a bit complicated to use such kind of tool. So this one I'm not gonna do for you, so you can listen by yourself, and then that's gonna be a homework. Okay, grammar, present simple passive, and let be allowed to. So we learn already about present simple, yeah. Yeah, pi mê riêng môn môn rư có pi thân nạ môn môn rư có pi pê môn mới dân lọt trẻ nó present simple. Can anyone tell me the form of present simple? Present simple form. So ship. Yes, sir. Can you tell me present simple form? If you don't know the present simple form, you cannot form present simple passive. Okay, just present simple. Đây tùm rung là dân hai present simple là dân riêng tùm rung thôi mà đàn cái hai active. Okay, and today we gonna learn passive. Can you tell me? No. No, I go to school. Just a minute. Yeah. Đại hiện. Present simple bị môn mà. Okay. Đôi chiều đi học mình nhá. Yeah. I go to school. Okay. I go to school. Chẳng lý cứ chìa present simple này nè. Present simple. Bởi dọc nâng cứ chìa prae nè khăn ông tùm rung present simple. Okay.
Panyarat. Panyarat, can you tell me the form of present simple? Yes. Stabat ban, stabat ban. Aceh. Aceh mau nè. Okay, Aceh yang thơ mày hiện ca tới, hiện thơ một ca tới. Cào Chờ đi hình chờ cào hàn cào đi chờ hàn cào hàn okay, hàn cào present present in all form subject plus I verb verb one plus I object chờ yeah nghĩ cứ chơi tầm rộng trọp nè nó không present simple cứ bị mình tầm rộng bài nâng chẳng chẳng mơ tới ai chỉ subject go to verb 1 rồi gọi là verb present simple để khi này dùng picture and score verb 1 này I to school này cứ chỉ yeah school cứ chỉ object nè chứ bản thân thì dùng at score tùm rung nâng tế dùng gọi at ai riêng tùm rung passive này ở bàn đây vậy mình cặp bất chứ khi dùng score present simple dùng pra về là hốt nâng nè I like this, I like that. Yeah. I want something. Sắp tới dân dễ biết sao ông lấy chứ tùm rung thoa mà đá cứ dân pra present simple thông ở phía trạng. Còn bần tay, khi này dân ảnh dụng chất tục đá, yeah. Có, yeah, thay ảnh chế hay dân thầy. So this is not a, an acceptable answer to say that I don't know. Because you are level 2 chạm đầu tiên nhé. So before you say I don't know, okay, you need to think. Cái chân này cứ chỉ present simple active voice nhé, active để nhóm hà này chân ngày nắng cứ dân đừng riêng bị passive nhé, dân mơ tùm rung passive. Okay. Okay, you mean example here, this is from the reading. The boy are taken to a hut. Bamboo is used. Okay. Nhưng are taken hay những issue này cứ chia present simple passive form of the verb. Nhưng ai mơ tờ lơ rule. Present simple passive form, we form the present simple passive with the verb be, okay, be plus past participle of the main verb. Chẳng dừng bằng cách passive, present simple passive nâng đòi pra kê giả sạp be. Anh ấy kê như vậy chỉ rùm ná, kê giả sạp be. Okay, chúng bí dân cao tờ dân bài tờ. Bí màu bí dân bài nó không present simple mình ấy khá lá. Em ít ai đi chứ? Molina. Ok, em ít ai nè. Bí cứ em ít ai. Nó không present simple form. Past simple, sorry, past participle. Score past participle. Ủa tiêu hò kê sắp do. Lý ná. Xong một đoạn tiết past participle form of the verb do. Hello, Lý ná. Nè, Lina, Mo Lina, she's not joined.
Vị ball. Yes, sir. Vị ball called past participle form of the verb do. Cho nhóm hiện ba hà năng phóng. No, công dạy chứng. Dương tâm mà riêng present perfect ấy hỏi đã. Okay. Nên không present perfect có dương riêng past participle form of the verb đã. Chứng thả ạp bá. Nà, bây giờ nè. Tâm mơ lăng vĩnh. Ok. Tâm mơ lăng vĩnh. Nên sẽ tâm mơ riêng để dương riêng hỏi. Verb be của dương riêng hỏi. Riêng đằng present, riêng đằng past. Past participle của dương riêng hỏi đây nè. Chăn thịt đá. Thịt đá. So chăn thịt đá. No. Ok, nhóm đã absent đó nè. Liên ý. Dạ, thưa thầy. Liên ý, do you know the past participle form of the verb do? Dạ, thưa thầy. Don. Don rồi có done. Đi o. Don or done? Done. D-O-N-E. Done. Mà mình đang done nữa nè. Done. D-O-N apostrophe T. Done. Nó bắt đầu sai nè. Yeah, teacher. Nè done nè. Nè done. Nó cứ done. Ok, done. Ok. Chẳng nâng cứ past participle form of the verb do. Cứ kể giả sắp tông tí bày nè. Dương hai cái sắp verb 3 nâng ai past participle form. Chẳng bạn này thả. Dương ai bật cắt present simple passive đòi pra cái sắp B. Bạn này thả am, is, are, rư gõ bốc chỉ môi nâng verb 3. Verb 3. Chẳng tầm mơ lăng vinh verb 3 dương riêng hai tăng tại bì present perfect nha. Mơ lăng vinh nha. Present perfect verb 3. Okay. Mỗi tiết, we use the past self when it isn't important who does the action or when we don't know who does it. Chẳng đôi này chẳng nè. The boy are taken to a hut. Mình này thả mạch bây giờ nâng. Bây giờ nâng mình này thả. Châm ra ấn. Yes, sir. Quyết. Chắc phải bây giờ nâng ấy. Mình này thả mạch. The boy are taken to a hut. Cảm ơn bỏ. Cảm ơn bỏ. Broken. Taken to a hut. Come in, bro. Trời bán. Kì dục tử. Đồ. Yeah. Chân kê nó dương đăng ra nè kê nó ngạc trên nhạc vô ấy. Okay, thank you, you can Okay. The boys are taken to a hut. Chính cả lại nó cứ dương ạch đăng để thay nẹ ná chìa nẹ thuơ ẩm bơ nâng nẹ ná chìa nẹ vô nôm vô khmê nâng tứ nông tôm nâng. Dân kê thay nẹ cả lại nó cứ trừ nâng chùm nói chì bì nẹ ná. When it isn't important, who does the action? Nẹ bê để dương ạch đăng thay nẹ ná kê chìa nẹ thuơ nó sẽ cầm một phiếp nâng tử. Rứ còn nẹ bê để dương. Sorry. Nếu bê đá nẹ thua sẽ cảm phiếp nâng cư vi ọt xâm khăn. Dương ọt chạm bạch bạch chạy thay nẹ ná kế nẹ thua thì mùi tiết cư dương ọt đẳng thay nẹ ná kế nẹ thua. Chẳng dương ách
prior past present simple passive ban nơi khổng chúm nọt nha đôi khẳng khổng của chúng ta bamboo is used say trở bàn prà trở bàn prà dân dân ai thay dân nè nà prà cứ dân ở trăm bạch tế rồi có dân ở đằng nè nà kê prà cứ dân ai chứ nì dế nơi khổng bà dục năng đà nơi đòi prà present simple passive đà ủ tí hoa mùi tiết đô chìa dân có bộ dương trở bàn bàn chân dương nâng thật xế thả mạch yeah. My wallet is stolen yeah. Bộ nhóm trở bàn lùi chân dương đăng ấy thả nè cái nè lùi dân đang thật chào mê nè dân tay dân ở trong prap thật sầm khăn thật chào nâng nè nè rồi dân ở đang thần chmu ấy nè lùi nâng chào nâng mùi nè dân ở trong bạch chạc cứ dân pra present simple passive bạm nâng nè my wallet is stolen chân dân mở tùm rộng bảo vệ tới đại dân miền mình cứ subject book b B nâng cứ mình M is R nâng ná. Bạch chạm đồng tiết ná. Bạch chạm đồng score B. M is R. Bốc nâng. Bước sử. Cứ có dân hai pass. Participle. The pass participle. Okay. Chân tùm rung màu viết cứ bạp nâng. Hai dân mơ tới tam tùm rung nâng màu vĩnh. Yeah. My wallet. Yeah. Subject book nâng verb. To be cứ is and stolen verb 3. Okay. Chân chân ai bắt đồ bà dục mùi nâng tư chì present simple thomada và nâng. Active voice. Anyone can change it. And then I will tell you how to form present simple to become a passive. Okay. Active to passive. Văn thá. Nhi ai bắt đầu bởi dụng My wallet is stolen ni tới chìa present simple active bà nó. Chúc chào. Nếu bây giờ bà thiên dân ọt đăng chứng dân phở kê bà thiên ọt đăng chứng dân ạch bà ra xăm vòn xăm vòn verb verb bảo vệ verb mùi nè để dân bắt đầu từ verb 3 yeah. Main verb chân verb 3 là dân bắt đầu mà verb present simple bình mà stolen verb present simple tại kì stolen màu anh đang đâu mà vào quan bên mình chờ yeah đâu mà steal chính stolen màu steal ấy my wallet thế yes chính chân màu mơ tùm rung năng vĩnh phía châu nè ní subject book verb one both objects nè chứ nó bây giờ dân thua về tới chỉ passive cứ về tới bài này nè nè mở chứ object
robot active thua chia subject robot passive. I put more time be and main verb of present simple active dùng mà thua chia past participle verb 3. Chẳng về tới chia passive voice. Passive voice. Để dân ai hai mươi tiết ha. Present simple. Tại vì mình main voice viết cứ passive voice. Ok. Hai ca pra pra. Cứ mình pi khẳng lơ để nhóm pra một nâng. Tìm mối cứ dân ọt chạm bách tha. Và thiên nâng chia nâng ná. Mối tiết cứ dân ọt đăng tha. Nâng ná chia nạ thua ẩm bơ. Chẳng ná thua ẩm bơ cứ bật thiên nâng ai. Dân ọt đăng tê. Chẳng dân thua đòi dân dây bạp nè. Ok. And this one is recommend to use rather than use someone steal my wallet. Okay. Chứng passive nâng cứ chạm mạch chiếng nâng, pra nâng lo chiếng. Pra tới cái đăng thời dương nâng nè chê. Ông lê nè, chê grammar, chê ba. Okay, nâng cứ pra passive nâng active. Any question here, you can look at more form. Chẳng tùm rung bảo viết positive cứ dương pra, yeah, subject am, is, are. Sorry, subject I, he, she, it, you, we, they. Bộc B, bộc past participle, and bộc ní cứ other information. Yeah. And negative. Dương còn đập hờ not nơi cho lọc B hay nâng past participle máu. Ok. Dương ách bàn nơi negative form of present simple passive. Question, dương lược mau đạp bì mộc vinh nào. Né? Hay nâng short answer cứ yeah, no, it thom bà. Ok. That's the form. And the practice. Ok, ta lấy dân mơ practice mỗi. Complete the sentence with present simple passive form of the verb. Ok, chân mới nhóm prap bánh áp bì. Cả thua với tư chì present simple passive. Ok. Millions of pizza. Chân khinh eat. Chân dân phở bì bột chì mỗi nâng eat. Nâng dân phở đồ tư chì verb 3 tới. Eaten in the world every year. Okay. Chương lịch pi dương phát đồ máu. Ta. Okay, nhóm hai cho mua vô. Chán phẹt cái đấy. Hello. Phẹt cái đấy. Kim Sru. Kim Sru. Okay, change this. Okay, put the past present simple passive form of the verb in this sentence. How many emails? How many emails is written every day? Written, yeah, and written, not written. Okay, bây giờ nâng trời nè. Tại dân pra is là nâng cứ trời nè. Hạt ấy bằng phở is. Kim sru. Hạt ấy bằng phở is. Kể thủ bi nâng cứ trời rồi. Cảm ơn tay. Dân phở is ở trời rồi. Đại sao ấy? Mơ bà thiên bảo vi, subject bảo vi ấy kì. Subject of the sentence. Subject ấy kì, nơi không bà dụng nâng. Kim Sru. Subject. Subject nữa nè, nè. Bịa tầng ớt nâng dơ mơ mà. Mean how many emails every day. Ta mùi nó chỉ subjects.
That's called subject. That's how many, sir? Cause subject vivo, yeah? No, how many? But topic question word marker. Email. Yeah, subject, na email. Subject cứ chỉ noun, rồi có pronoun, nó có nông bà dục. Nó mạch plek chẳng khí nha dưỡng. Ta dương cho lòm chẳng vi vô ai đơn thay cho xe ấy thì nó. Subject cứ chỉ noun, rồi có pronoun. Hay noun chỉ ấy khá, mạch ở nhóm phía bình tiết thì nó. Noun miền ấy khá, rồi có pronoun miền ấy khá. Nó, dương riêng hào ai hỏi. Rồi có singular. Tao bây giờ đang thay subject, nhưng thời mơ subject nên tiết bà hụt vạch chân ạ rưu gọi ai vạch chân ạ. Hạt ấy bằng dương thời mơ bà hụt vạch chân ạ rưu gọi ai vạch chân ạ. Hạt ấy bằng dương thời mơ. Nè, mơ tùm rung bao nhiêu mà mình môn nâng hào ấy nè. Nè, mơ hào ấy nè. Question, mơ question. Ok. Tại nông mấy cứ chia về mình question word. Chứng question word dương đạp. Okay. How many? Okay. Chúng dân thử mơ chẳng nè. Okay. B. Hai đấy bằng dân thử mơ plural rồi singular. Yeah. Dân mơ tật tam nè. Nếu cứ chỉ pronoun. Bằng đây noun. Chúng thử đăng noun môi nga singular. Đôi chìa you, we, they. Nếu cứ ai chỉ plural. He, she, it chỉ singular. Chẳng bẻ bọn là nâng chân nói nâng nè. Tại bởi dân ở dân chất tự đa lên nâng, cứ bộ bạ hai nơi con cá. Sơ xe bởi dụ khói. Mên tại mùi nâng tế cứ bộ bạ cứ rụp ca riêng grammar tầng ọ. Ok. Chẳng, cả lại nâng cứ dân bà. How many email are written? Email này cứ smile nâng ý kê pronoun đây. Chỉ plural. Plural subjects. Và email ở mình S dương phở is man. Tại email này cứ mình S dương phở R. Ok. Toàn nè, kim sru. Dạ chào. Ok, chẳng nhảy riêng tịch tịch nè. Tịch tịch lăng vầy. Cùng ai plịch nè, cùng bà đào nè. Hạt phó là dương ở dưới chất tục đã từng ở nâng ấy để thừa dương bà bạc nè con cao sửa xe hay mơ rai thiên dương nè. Mơ rai thiên dương ta nè bê đề dương xe rai thiên vì khó cho anh bình nà. Ok, number 3 Lai Hiến. Lai Hiến. That is okay, number 3, chocolate. Is sold. Verb 3, yeah, is sold in almost every country in the world. Thank you. Chừng nâng dân khởi nhé. Chocolate cứ chỉ là chỉ subject bột verb to be, bột verb 3. Hãy bột bắt to thì tới dương ọt khóa nè, khăn khói. Bữa nít kinh dây bị rướng, complete the form. Present simple passive form of the verb. Ok, bắt to tiết. Bách brunet. Brunet. Yes. Brunet. Complete the form number 4. Right is not oh chok som som kan mo it is not bok mo bok pato mo verb 3 bok grow sorry bok grow grow tới chia tới grow, nhưng
Yeah, you need to learn that. Thầy đã riêng past participle form. Bùi dương ở thầy, thầy riêng hay thầy chăm thì nó không cần dạy cả bà vì sao đi. Vì tôi bà là hốt, tăng bì verb 1 đo verb 3. Tại này cái ai đứng, grow từ ý kế? Grown đi chờ. Yeah, grown. Yeah, grown. Đó, đó tiết. Mùi tiết, bình nít. Rice is not grown in England, but it isn't. It isn't, eh? Mơ tìm rung lắm. It means then, eh, nah, but we are not, eh? Đại lắm á? It is grown in Spain. Nghĩa ta đại là tâm rung nguyên đại là nè. Grow to grown dial. Chúng ta đang theo to be both verb 3, to be both verb 3. Ôi ta theo present simple passive cái to be both verb 3 verb bia. Be both verb 3, rồi to be both verb 3. Ok. Tùm rung thế ở bên bẹp bọn này, ta dừng bắt đầu tại tùm rung thế. Bà dục xùm nùa. Chờ xùm xùa mà chờ. Yeah, please. Chờ ở cái like, right. Vì chỉ plural mà chờ. No, rice cứ chia uncount noun. Có bài ấy nâng uncount noun. Uncount noun cứ chia singular automatic. Ở miền plural form thế nâng. Toàn ấy. Ba chờ bạn. Ok. Ôi, uncount noun cứ tùm trung bao viết cứ thở ta singular. Bột cho môi nâng singular verb mà. Ná. Singular verb. Chẳng như thầy bởi sân chia present. Verb ép sinh cái đó, bẹp bọn nâng rõ, it. Yeah, type singular. Ok. Type singular đồng bày đã cho mỗi noun mùi nè. Ok. Áo y tế, uncount noun. Cứ ọt miên tùm rung, bà hụt bạch nạ tê. Tùm rung mà viết cứ singular tăng ọ. Ok. Yes sir, thank you. Tỏ mùi tiết trăm xếng lịch trăm. Mà thì chờ. Cái mơ subject viên sân, plural cái singular, bất tỏ máu dương thật đăng thật. Chỉ question dương dương thật đại kê bì mục. Is. Is or are? Email, mơ email. Email mì, as chờ. Send verb 3 tới giới. Send song. No. Send. Send matcha. Send tea, na? Verb 3, na? Từ riêng verb 3, na? Khi nhớ ngon phụ lệch để dì miền bằng hà verb 3 rồi có past participle form năng tràn. Okay, are most emails sent from computers? Okay. Nó mùi tiết. Sama vật tay. Yeah, teacher. The last one. Ferry cars are made in Italy. Okay. Thank you. Chính cái ai check cái nhé. Try. Nè. Chính rồi bây để dân thua lùm hạt ếp xem xe. Nếu như ai check riêng ăn vọt luôn ai. Nhưng check tới. Nhưng đang khó được trời. Và khó. Nhưng từ mơ nữ form mơ nữ cạp ra làng vinh. Ta hãy đấy bằng việc khó. Dù lẽ. Chẳng những mơ tới nó. Chẳng chám thả. Ôi tới thua present. Bác cát nơi present simple passive. Cứ dân thử miễn subject book verb be book verb 3. Hay nâng book AC tới tiết tới. Ok. Bạn nâng ái. Present simple passive. Ok, tầm mục tiết. Xong xuống mới chờ. Yes, please. Cái lại form mới chờ. Form passive nó cái lại question mới chờ. Yeah, nè, question nè. Bà chờ mà
Chỉ muốn was were. Oh, nó chỉ làm nữa, nhưng chỉ làm nhưng mà bàn cài. Is na is thế nữa. Cái lại nó is nữa. Ba chưa bạn. Okay, any are main verb đây nữa. Ba. Okay, nhưng mà bàn cài đây nữa. Okay, let me change it. Để cài hai cái mọi click. Chúng dương riêng bậc cao bậc dục em xem xét dương mơ từ tam từ rộng mũi mũi bảo viên là ngay thời cho ban á bậc dục sầm khăn phát cứ subject verb ok bậc dục mũi mũi đôi nhom bậc trẻ tăng bậc đam nhở riêng cao dương thời che subject thời che verb riêng grammar em xem xét cái đó cứ việc bẹp pon đến năng subject năng verb năng ai đam từ bộ chương trình thời cho ba vì nè ta at score subject at score verb nè vì vội nè can gì anh nói cứ chia basic simple sentence cứ basic part nè subject and verb nè cái này chỉ short question rồi có general question nhưng đại chẳng tại bản thân thì việc chỉ main question word rồi có những hai WA question nhưng đại WA question nó bị mục B năng máu vì từ chỉ WA question này chấm lại viết cứ xem thì dừng thời bắt đầu chấm lại chỉ bỏ đồng biên để cái xu năng tới nữa rồi đến để ai xu theo yeah why are they given an the warning agent why are they given the warning agent okay so let's yeah let's move on. Cái mối chết cứ be allowed to hay nâng let. Cả pra bia. Yeah, you just be allowed to say you don't have permission to do something. Bẹp bọn đến nâng permission. Permission nhưng phải thầm mấy permission. Permission phải thầm mấy. Yeah, permission. Yeah, nhưng xong chụp bạp nó ask permission, nhưng xong chụp bạp. Yeah, xong cả nhà nâng ảnh nhá. Tại nhưng phải, yes. Chẳng permission cứ cả nửa nhà. Ok, chẳng cái thật ta just be allowed to say you do or don't have permission to do something. Chẳng bật cả nà dương miên càng nhát chứ có dương không miên càng nhát cứ cái pra be allowed to nhá. For example I am not allowed to speak. I am not allowed to speak loudly. Dừng phải mở thả. Nhóm ọt trời bán ai nhát ai dây lư lư tê. Ok. Cho nên cứ bẹp bọn nâng ca ở nhà này. Rứa có I am allowed to speak. Cái nhóm mơ tùm rung nâng. Bây giờ allowed to nâng với chôn nâng không passive bạc đây. Chẳng cái gì? Grammar bởi cái đã bẹp bọn một khí nên passive khẳng lời này.
anh nhát đôi nữa ná dương ọt khó lưu gọt chạm bạch thì nhá đăng thờ thá ọt anh nhát ok rưu gọt anh nhát tại bởi xin thì dương chọn bật thay em tiết nhé I am not allowed to speak loudly by the teacher. Okay. Chẳng dương đăng ạ à. Thập bật thiên nè nà kê nè nè nà kê đài mân anh nhát ở dương chứ. Yeah, I am allowed to speak by the organizer. Okay. And then you can just be allowed to be allowed to be allowed to be allowed to verb. Yeah, be allowed verb. Okay, thought it. Let. Use let to say that someone give or doesn't give you permission to do something. Chẳng hạn ý, bẹp bọn đơn nâng nẹ đẹp bắt đo lào ý nữ cả nhà đơn vệnh. Ok. Bây giờ là thú đầm bây giấy tha dương miến cứ có miến cả nhà đầm bây thử ấy mùi. Đó bên lết đầm bây giấy tha nẹ ná chỉnh nẹ đẹp bắt đo rư có mình bắt đo cả nhà ao dương thử ấy mùi. Dù lấy. À mối giấy bì dương à mối giấy bì kề. Dạ anh mơ. Ok. Nè, chẳng dừng, nè khá nông bà dục mấy nè. Nè, bà dục bì nè. Nè. Khá nhóm, trơ bán, anh nhát ói, nè dây. Chẳng bán này thân là kì. Ủa tiêu thân mấy những phở bị organizer chẳng. Organizer. Let me speak. Yeah. Organizer, let me speak. Nấy. The teacher. Doesn't let me speak loudly. Nghe khơi nhỉ? Chắc ca pra pra pi nâng á. Mùi lẹt, lẹt nâng cư nhỉ dầm pi. Nẹ đá phá đó. Càn nhạt ở dưới. Nẹ nè, phá đó rư cầu mình phá đó. Ok. Đọc pi be allowed to nhảy em pi permission nhảy em pi dường khuôn ai ta miến rồi có không miến cả nhà đừng. Ok miến ấy chẳng ngó ai xù nữa bất nâng ok mùi tiết cho nói ca bra bra mùi tiết kì both let and be allowed to are followed by the infinitive yeah. Verb đã nơi khẳng cỏi allow to nâng to go rồi còn let me go này cứ chỉ infinitive chạm nữa infinitive cứ việc áp lập đôi tùm rung thế đôi kệ sập đàm chẳng đôi tùm rung kệ sập đàm chẳng kệ sập đàm bạn mới tục mòn chẳng ra đài. I am not allowed to go. My mom didn't let me go. Okay. Chỉ nói mỗi tiết with let use let plus person plus infinitive without to. Does she let you stay up late? Okay. Chẳng mình này thảm mạch. Nhưng mơ infinitive nó ọt mình thả. Ok, đưa tì hò này chẳng. My mom didn't let me to go ọt mình dây thả chẳng thế ná. Đại sản ấy go infinitive nó cứ ọt mình pra pra to tê. Ất pra pra thu thì chẳng dừng phở go directly. Okay. You don't need to add anything. Okay. Hãy tùm rung bảo viết cứ trai phở let book chỉ mỗi nâng person và này thôi. Let me, let you, let her, let him. Okay. Dừng á ná. Book bật to khả này chẳng ta. Let my brother, either noun, chỉ person. Dừng bật châu nó không chờ lọ nâng ai.
Okay, chừng let nâng be allowed to cứ bần nâng. Practice. Okay, here. So, nít ở bánh hà tế chừng nhóm ai dưỡng dụ tự thuộc luôn ái nha. Let nâng be allowed to. Okay, mơ cả pra nâng nha. Mời các bạn bắt hai thứ lùm hạt năng mọi nó chụp lại practice năng mọi. Bắt đầu từ tiết. Yeah. Okay. Này cứ pronunciation. So if you want to learn more how to pronounce these verbs like allowed. Okay. Now, how, out, shout, loud, allowed. Okay. Hai mùi tiết cứ cả per stress, per intonation, rồi có dùm lên này khả năng bị năng ná. You can listen by yourself, and this listening gonna help you with the pronunciation. You can understand the foreigner well, yeah, with this pronunciation. Okay, vocabulary. Describe a person's age. Okay, describe a person's age. Match the word with the photos. Here we have the photos. Okay, first study the words. So we have a young adult, we have a child, a teenager, a baby, a toddler, and a pensioner. Okay, so these are the six words, and you're gonna match the word with the photo here to understand the meaning. So what is this picture? Này chị, về cái ao hai ấy, cứ lấy bún, ủ tì hó, chân lấy bún, trời nâng, okay. Bị ấy lấy bún, a baby, okay. So you can say a baby, okay. Then next, letter B. Who is which words that match with these pictures? Okay, so okay, I'm gonna let you do it by yourself. So learn more about these words, and then you can listen and check. Okay, and also here complete the sentence with your own idea, but your own idea need to be. Yeah, you're gonna use these words, these six words, and also some other idea, yeah, that you need to do. Try to complete it. If you're not sure, then check with me later, okay? Culture in mind. Okay, so how old do you have to be? How old do you have to be? It means that we have different, for example, to get married. How old do you have to be to get married? To vote? How old do you have to be to be able to vote? Okay, so you're gonna read this quiz. Yep, and try to do it. Okay, how old do you have to be? Yeah, in Britain, you have to vote when you are, 18 year old. So this is a general quiz. It is not related to Cambodia at all. So you can try it to learn, because these are some information from the books. So, yep, you can learn and try to do it, yeah. But, after you do it, you can check here. Listen and check. Anything here? No? Okay, so, yep. Do it by yourself. Yeah, learn it by yourself. Listen and check your answer at home.
Okay, and this will help you to learn more words, but you need to read the quiz. Or what else? This quiz, and then guess the meaning of the words. Like read the text again and find a word or phrases which means. Okay, be bored by something you have done for too long. Okay, so please spend time reading this one and then try to give the words so that, and then we can check together. Okay, so do it for a few minutes and then we're gonna move on. Okay, then I'm gonna ask you in within 2 minutes. Okay, let's do it because it's a short question. Okay, let me assign you so that you're gonna find the word quickly. Van Dam number one. Van Dam, can you hear me? Okay, number one. So find the word for number one. And Ritipong number two. Yes, chair. Punlu number three. Sumat, can you hear me, Sumat? No. Wichka, hello, Wichka, can you hear me? At dai. Nari le buon. So one kung wong. Kosal? Yes, sir. Kosal like Pram. Sarun like Pamoy. Yes, sir. Sarun, yeah, like Pamoy. Lệnh Pal Thị Đá sorry Linda yeah teacher Linda Lệnh Pal Lệnh Bầm Bói Siêu Mấy Long Siêu Mấy mẹ chào. Yeah, siêu mày, long siêu mày. Siêu mày lên bài, nó lên bài. Ok, lên bài ta. Chẳng ở dân thương mất. Ok, then tell me. Ok, so she spend around 1 minute to look up for
the meaning of this. Yeah, sorry, the word of this meaning that match with this meaning. Cho nên anh mới nói sẽ phơi luôn anh, the time. Okay, so let's check the answer together, everyone. Number one, be bored by something you have done for too long. What is the word for this meaning? Van Dam? Just guess if you cannot find it. Yes? Tired? Yeah, so yeah. Thank you. Number two, Ratipong. Be told by your parents that you can't go out. Teacher, so the in your PR, like. How old do you have to be nâng mẹ? Yeah, how old do you have to be nâng ấy, quý nâng ấy. Chừng chừng mơ nè, mơ nè khổ nông ạ tờ bọt nâng thằng ọ. Ok. Yes, đồng bây rô bịa nâng. Chắc bịa mấy kê, ấy kê. Be told by your parents that you can't go out. Mà, be told, bị mùi nè, be told. Number four, yeah. Number four? Bị đề miền, đề miền này thật, be told by your parents that you can't go out. Yol lấy yol bị năng á, nó yol chả. This one is the meaning, okay? Nhưng mà đầu tiên nó find words or phrases which mean, okay? Bạn này tháp rô bị rư có clear đại mean này tháp be told by your parent that you can't go out. Rô bị nè rô bị nè rô bị at the bottom. Yo le.
Ủa tí hò nè, bịa địch văn đàm ai mùi á, be bored by something you have done for too long. Chẳng be bored by something that you have done for too long. Văn đàm ai mà cứ tired. Ok. Chẳng dừng rô được nè đà, nè tired, chẳng bị năng ta nè tired off, ok. Ok. Be told by your parents. Ta yung phở bị mùi nè, nè con ông nè. Rồi khơi nhé. Ok, ớt khơi mơ sẵn nè, châm tư tí bầy. Tí bầy, phân lứ. Be a doll, become a doll. Come of age. Hmm? Come of age. Come out. Okay, you that sentence. Come of age. Okay, like born. Nari. Try the quiz. The piano group. Morning try. Nari. My day. Anton Kerr, you know. Okay, number five then. Yeah, toàn khởi từ mục tiết. Có sao number five? A couple, teacher. A couple. Okay. Number six, not less than 21. Number six, a rune. A less, teacher. Hello? Hello? At least. At least. Yes. At least. Number seven, Linda. If your parents don't let you. Grown up? Yes. Can you that sentence? Yes, teacher. Grown up. Become trong rồi siêu mấy hello chờ nhung phong hò hot hơn chờ ok chừng rồi tiện mà nhung mau rất tiệp phong vậy rất tiệp phong rồi khơi nhỉ nhung nói thật khơi chờ mình ta nhung mà cho nó practice tới nhung vậy đó nhóm sâu solution đó vì trên lại nó vì trên gram đít đó nhưng mà đăng nơi tớ đăng tham bên đây làm mà chưa hả sâu solution trên pi ai cái ground đít ground nè ở đây là GROUNDED phần đa nhóm trên bên đó nhóm nơi tớ đăng bên đây làm mà chưa bây giờ rope này nó mà miền này miền grounding ba grounding, grounded, yeah. Nâng ấy. Okay. Come out of age. So try. It tries mà bị ấy kế. Nari. Mày ấy rô khơi nhỉ? Have a goal. Okay. Just don't cry. No. Become. Mấy gì mấy? Can anyone help? Become. Bị mùi nét mà become. Bị mùi nét mà become. Nên không nông nâng. Mang bì chờ. Yeah. Hello.
Hello, hello. Lừa chờ. P-A-K, mình. Might be à chờ. Âm I, T, T, A-T. Might be. Ok, tỏ dừng đại sinh tế. Might be. Chính dừng check mà. Khó nè. So you can show the solution. Turn, ok. Bị này cứ fed up nè. Fed up. Okay. So this is yeah the way you can learn. Chừng chừng nhóm riệp chăm hai ở hai ở nặng ấy nè. Chừng chừng ai riêng để practice if same thing những vấn đề môn đường dương show solution những dương chi em ở sân nè môn đường show solution nè. Chi em ro chi em nè những bạn dương riêng bản thân dương còn chấp làm bấp dương show solution những việc ở dương ở bản riêng đi nè. Okay, so fed up. Mean be bored, nah? Be bored by something you have done for too long, okay? And grounded, yeah, come of age, become adult, yeah, have a goal, okay? Tung on na, chung pi nang ai rin pa tam nun ai. Speaking, okay, this speaking, we don't have time. Okay, chung speaking, but send you mean pe yung thay nè. Thầy discuss thầy ấy nè. Cái này dương thầy active nha. Let's move on. Writing the last parts. Okay. Writing Ari has written an article for her English school magazine about a Japanese ceremony. What is the ceremony for? Read her article to find the answer. So this is the article. Yeah, coming of age in Japan. Okay, Seijin no Hai. Nakai Japan, yeah. Coming of age. Chân coming of age, mình miền đây thầm mấy. Bị dân riêng mình. Coming of age, miền đây thả. Become adult. Yeah, become adult. Just become adult. Nè, con ông bắt tay chụp bón cái miền ceremony bao kì nè. Chụp bị à teenager mới thì là nó khó. Yeah, teenager. Yes, teenager hay nó bị adult khó. You know, teen. Teen, you can count from what 13 until 19, but yeah. Mm-hmm. 13 until 19. In Japan, in Japan, young people come of age when they are 20. Young teenager, we time, but they but they clack it could be double number. Young then, Western country. So when you become adult, you can leave home, you can live freely. You can live independently by yourself. It depends on your decision. Chừng teenager, bạn này cái cái chập bị teen nè, chừng an bị teen nè, bị rob bị teen 13 until 19. Này xem nhập Japan cái rob chẳng hạn nè. Chừng bị ắt tiếng về ta mà sai từ lời bật tê mùi mùi nè. Ok, vô lấy chừng. Ok. So someone can read this for me. Danae? Yeah, Danae, can you read this article for the class? Oh, mentor. Yes, please. In Japan, young people come of age when they are 20. This event is celebrated in most areas of Japan with a special ceremony called Seijin. Yeah, I'm Seijin no Hai. No Hai or coming of age. Mm-hmm. On this important day in January, young people who are from the same area and were all in the same school. Go on to their local town hall
where the ceremony is held. B. The day often starts early for the girls because they have to dress up for the ceremony. They wear a traditional Japan dress or kimono. These are extremely expensive, so most girls have to hire or borrow. Have to hire or borrow one. Because the dress is very difficult to put on. Some girls go to the special place where another woman help them. They sometimes spend up to 3 hours getting dressed. 3 hours. 3 hours. 3 hours. And doing their hair and makeup. Most boys wear shoots. But some wear traditional Japanese kimono formal. See, when they are ready, the young people are photographed with their families. All the girls and boys then go to the local town hall or government office. One more photos are taken in the hall. They listen to long speeches and sometimes sing songs. They are the girl or special certificates or present from the local government. The boys and girls, now men and women, then go outside. With many many more photos are taken. Finally. Oh, lang at kaat bang chmu cha. Finally. Oh, cha mot khoi. Finally, they leave and go out to celebrate. They leave and go out to celebrate. To celebrate together. Okay, thank you. So this is how boys and girls become a doll in Japan. Okay. Then Nichi culture bokke, and we also have our culture, but now it seem almost disappear. Yeah. Then Khmer yeng ko mien na pithi da yeng dang. Anyone know? When boys and girls become adults, cái thời thơ mà bay này không ai nhớ, từ liêm từ lọp nhớ, đằng ấy. Anyone know? Hello. Đàn mi này chả ai nhớ. Mình đã đăng ạ. Nít đăng ấy nít. Dạ chờ. In Cambodia, do we have a similar ceremony when boys and girls become adults? Nên ông bật tay dưỡng miền ấy rồi có và bật thò dưỡng từ liềm từ lọ bò dưỡng yes miền nữa plek ai đôi chim miền để ở cho bà nè yeah plek ai rồi sao vì chọn bà ai vậy hay lấy những cô vợ bà đấy nên miền mùi mùi rồi mẹp nhẹ đây này cái chân bị đau máu dương miền này kì châu mình lục ok châu mình lục
đang ta sẽ biểu xảy ra được cái phá phá đang ấy cái phá phá bù yeah lấy cái bông châu lúc bình tí cỡ rộng ok vì muốn cái miền chẳng ná tại dân bắt ở rộp rồi cho nàm mà vì chẳng biết tờ cho hãy đứng hãy đứng hãy đứng hãy đứng hãy đứng thầm mấy tôi chỉ muốn bị môn mình sẽ xảy ra hiện trường phải xây dựng này hay ở ở nơi này anh đang mệt mệt gì ở đây thế nào chọn giải tháp bị thi để cái thua xâm rạp không pro không xây ở tới chia mình được bình với bị thi nơi nơi con non dưỡng tôi liêm tôi lọt bởi dưỡng cứ dân miền bị môn mà chả á à nắng cứ chia buồn ăn tiền nào là hôn ở đây bị môn kim miền, bị môn kim miền đời sẵn chẳng bằng cái hà kim miền phía trốn bị môn rồi mai môn nè đài bình với cứ sạch tay ẩn tật nè, vô lệ. Lộc khổ nhưng ai xung tranh môn ba lần. Yeah ai ban ta tranh môn tới bên tay ở trăm hai trăm mờ nơi khôn ông nấy nhôm đường miền hồng vợ cái nè. Mở nâng Google Classroom. Chà, của đấy sao nhóm thở tới cái lãnh miên kèm bình nhập nơi cái lãnh thịnh. Ok. Mày có tầm chat mà mình chà. Có con chờ lúc không? Bà. Ok, nâng chì, cứ chìa bộ bây này bảo dường chân writing này khôn ông mê riêng ấy cứ nhóm nâng ao dường yeah, riêng rộp bì vị thị ấy mùi nè. Ok, chân dường ai mơ mà mình dường miên bay paragraph hơi dường ai match yeah, B match the question with the paragraph. Write A, B, C in the box. So, what is Seijin no hai? Yeah. The canon paragraph mùi nà. Chẳng mê mệnh nắng. Yeah, paragraph mùi nà. A, B, or C. Okay. Hai, bật tọa mơ tiết cư what happened during the ceremony? Okay. And how do the girl prepare for the ceremony. Cho nên cứ chia lùm đáp lùm đáo như ca sẽ xê bao giờ. Đôi ca dân sẽ xê writing để dân riêng rộp bị event, sport event, nè, phía chân dân sẽ xê bị sport event nè, để châu rùm. Ná, chân dân miên lùm đáp lùm đáo với mùi mùi chân ná. Anh ấy cứ dân ai mơ bật thám hơi answer the question. And the writing that you're gonna do for this lesson, write a magazine article, so the same article or similar article, and how you celebrate a special day in Cambodia. Chúng dân trong the CPA sẽ tới nó ở bẹp bọn đến những celebration nơi khả năng bật tế Campuchia. And I hope that you're gonna try your best to raise up one of your celebration, which is, I can say, mostly the Khmer one. No? Chúng trong trang ở dương thì sẽ bẻ bọn được những away để chỉ tùm liêm tùm lọp ở bây này để dương celebrate nó bẻ bọn những cái ở bó xa tố bên tay ở bẻ bọn được những bây này bỏ khả mại nó cũng ở cắt ok bà cắt có cắt tích tuổi tới cũng ở vô bỏ kê sọt món hay vô mà thơ luôn ai nhé cũng ở vô bây này bỏ kê hết mà chặt tục thả bỏ luôn ai nhé so don't use yeah, nhóm bẻ môi tới. Don't celebrate birthday. Birthday is not something that we have common in our tradition. Okay. Toàn ấy. Bạn thấy, you can celebrate birthday in the different way that is Khmer. Why, I can say. Nè. Chẳng dù lấy, writing. Nâng cứ sẽ dù bị chọn khi nếu chúng ta sẽ tăng tự ọt mơ tự lờ article để cái áo ấy màu mình nè. Trên cứ nhóm một ai sẽ xe bình nào thế nó sẽ xe bình nặng này mưa ở sự tiếng tình nặng từ hơi tiết tiết nâng nhóm nâng phát đo instruction but time nâng nông Google Classroom nó writing chân chân sẽ bay paragraph được kinh nghiệm chân ok thì mua dân riêng rộp thà AK chia PT để dân celebrate nâng chia sai prap kê màu này nóm kê dôl bí PT nâng sân bất tỏ mà cho nói tí bí tại dương thua ấy khá là đầm bầy riêng chom bí thi nâng tí bấy bàn đo bê bí thi nâng mà ok bất nâng
chẳng dừng nhóm chẳng khâm thay dương nâng plap đô tùm lọp thay dương át bán mơ tờ lờ vây đầy kê xe nâng hay riêng tờ xe đòi đội kế bần tái nâng bê ní cư dương pra phê xa phở biệt bệnh bò dương vậy nhé hãy bị chạm đoan tiết hàm đạch khát rương chùm lõng bị internet cả đói bị bò nè nà cả đói hàm ná pra biệt luôn ai chẳng bật sân chỉ không cạn đầy nhóm khơi chùm lõng cứ sâu này nó nhằm ọt bạp mà đoàn tiết tế kể phù khơi như khăn dương môn môn miền nè cho lòng ná cho lòng ok hai xe mẹp writing feedback writing để nhóm ai bì mà sơ mình ngài nâng cho writing 3 nâng chảy toàn cài mình chờ. Yeah, writing 3 nhưng mà toàn cài thì writing 2 nhóm cài ở hỏi okay. Chẳng cài hỏi submit mà với nhóm mơ mà đoàn tiết bởi xanh chìa tựa vô bán nhóm nâng tựa bỏ toàn tế thở cài mà đoàn tiết ná I writing 3 nhóm nâng mơ ná nhóm nâng mơ hay nhóm ai feedback thật tiết ok lấy dân cho là writing 4 ná ngày nâng writing 1 ní tiết cứ 4 ok chẳng thử ná nè đã thử cứ yeah, nhưng mà đang thử mấy tế, nhưng mà đang thử tới become mấy tiết tế, bù nhóm dây tới đài anh chẳng á. Chờ cả writing one for bị ấy đây hả? Writing one, writing describe yourself ấy nè. Yeah. Ok, chờ. Ok, tăng bị đá mà. Yeah. Tăng bị đá mê riêng nè. Tăng bị châu ngay từ bồn. Yeah. Writing one nè, yeah. Writing one. Writing one nhóm tại chỉ homework, tại nhóm bán ai writing nè. Chúng mình nè ta sẽ, mình nè ta sẽ. Yeah, nè, write a paragraph about yourself. Nâng tăng bị đà mà. Kê nhóm ai bình tụ hai ảo hai nè. Lấy nhóm, ok, bình nâng, mình phải nhà ấy bẹp bọn nâng mê riêng nâng chăm ai xua bật thảm bán. Ok, chân môi tiết, dân riêng ta sẽ dân riêng prao words vocabulary bịa để dân riêng nó không sụp hơi nâng hay nâng pra grammar nó không sụp hơi nâng phố nâng bài pra bàn bà vì bẹp bọn đột ngày này chứng dân phở dân mơ at the bot bọc kế nè at the bot mới nè cái pra trao nà nè this event is celebrated sẽ cái nè is celebrated cứ chứa present simple passive cái gì cái prajran present simple passive nè yeah. The ceremony is held present simple passive the young people are photographed cái gì are photographing nè sắp tới present simple passive dương mơ khơi miên bịa để dương tập riêng thamay nữa the more photo are taken is photo are taken sắp tới này hai bịa để dương riêng thamay nơi khăn ông này mấy come of age bịa ấy fed up with ấy nữa dương ai pra mà vô mà pra mà nữa trong mà dương riêng hơi dương ọt vô mà pra cứ bịa nâng khá miệng dương ọt chạm thì dương nâng click khăn ông dạp bê đọc lời grammar môi nâng dưới nâng plic nâng nâng dạp bê đọc lời nha. Ok, chân nhóm sừng khâm tha active dưới nâng tích tiết ná lấy bẹc đá thơ mà hay nhóm nơi ta sừng khâm chẳng đó hốt đó chọc thơm của nhóm nơi ta sừng khâm thế. Ok. Ok, ta lấy nhóm check attendance đi xin ai nẹ đè dạ châu lao nhóm ọt xua nâng cứ nhóm xua hay ọt chlái ngạt mọt nâng cứ nhóm đã absent hài nâng chẳng đấy cứ chia vay để nhom chẳng gran rum lắc hay nợ mùi tiết lời nâng mán bị bay buồn sập đái để bài chữ bay sập đái khi dương ắt bàn bạc video thế nẹp bạc cứ mình nẹp pin nẹp nâng ấy chẳng nhom lắc đòn tiền nữa ok ắt mình bạc camera bạc ấy nâng ok ta ok lấy if you hear your name just say yes Văn Đám. Yes, teacher. Pratipong. Yes, teacher. Bunlu. Yes, sir.
Văn Thế. Xong chân môn. Dạ thì chờ. Dạ lưu chú mua hai ai chân bản á. Sở rướn. Dạ thì chờ. Vị chú cá. Sầm mất. Sầm mất. Sorry. Nà rí. Cùng vũng. Tổ xếp. Dạ thì chờ. Số xếp răng răng bật thay em đi tiện hết số xếp được chia bài hai chờ nó hay mơ là không bận đầy nhom đo lại từ vinh phong bẹp bòn cho nên homework nó còn Google Classroom nó hay cái sắp mệt đầy nhom vinh lên kéo chờ đi chờ đi chờ cái à sao lại tao con chờ sao A chờ mẹ sao K A giờ nè nếu nhôm cái ao mà nhôm chấn nhôm đặt chân cái hand hand cả kim sru dạ thì chờ kim sru dạ thì chờ kim sru đôi chia homework để ra bàn thờ đấy chân sông bình nào với nhá and let's me Trường Sán Anh ấy Yes, sir Tụ Sá Yes, sir Tụ Sá, châu lên nè, Tụ Sá được bắt cho ra nè tịch đó, Tụ Sá Buồn về chứ Dạ, lấy buồn nè tịch đó nè Không bây giờ, bây giờ nè Thầy Sriên Chai Sriên Ma Vật Tây Yeah, teacher Sến Yeah, teacher Phẹt Cá Đấy Nết Yeah, teacher Tâm Rán Yeah, chờ. Tìm rán châu yeah, đây chờ. À? Yeah. Tìm rán xua mà nó ngắt lại. Chạy đã chờ. Chạy đây nè. Chà. Ok. Liên ý. Yeah, thì chờ. Yeah, liên ý mơ comment để nhóm đó là ai phóng sự nghiệp homework hai cái cái hai ai ta chờ cái hai ấy nè cái hai bật cắt thay trở nè có mặt nếu vô nhóm khơi ăn sủa lên nè cái này thiên bao giờ nè dạ chờ ok lại hiến dạ thì chờ bị ball dạ chờ rất giá chia sục chia Linda dạ thị chờ Molina sâu chân thì đã Linh Anh Rốt Yes sir Ô Sál Yes sir Kể chân bị chạm đón tiết sẽ xế hay mẹ hợp tới writing 3 writing homework 3 xong tới xế máu xế bàn ngày nắng bà xin dạ ọt này thì nhóm nâng mơ lấy ngày nắng ngày nắng nhóm mơ cài hơi cứ phọt rồi nữa hơi homework 2 của đó nè để nhóm comment nâng hơi xong mơ thật cài lần vĩnh hay được nhóm vật chạy chấn nhóm phép ấy bà xin chỉ khởi mình cài cho lòng bì internet rồi có cho lòng bì nè mất nhóm mọt mơ tiệt đến á nhóm đang ai xôn chứ mua nhóm chứ mua ấy kì
Nhóm tông cho ngày nắng chờ chú muốn long siêu mày. Siêu mày. Siêu mày đi tâm cho cả rồi. Long siêu mày. Ok, xin mấy châu khỏi kế chân ai lươn tích nhá. Yeah, chị em tam kế hay thơ ca nghi ở bàn cực. Má. Ok, chân mình bình nắng hay xong ai ác thiêu tích máu ná. Mơ rùm lực mê đi lăng vinh phong, dân là sao mà mê riêng tiết. Cứ dân mê thơ mê giò mê ná. Cha, ai xong xuống môi cha. Yeah, please. Cha, lùm hát homework đài đẹp la ngay nâng ở chợ. Nhưng mà trẻ lùm hát cha hề nâng dẹt ở chợ đẹp hợp bởi dục nâng. Cứ thua buôn phép lô anh dần tay nơi ta khó là hồ chợ. Yeah, chơi xây nâng dẹt nâng mình nạ xua nhóm tràn. Bên tay khá nha dưỡng bị chớn cứ khó tờ lời kì. Khó tờ lời pronoun, nâng noun. Chúng cá nè clan mất tờ xê mà vẫn cứ ớt bàn đạ. Chân nua nào nâng đòi ít tê. Rươn nẹ khlam. Tờ xe mà vinh cứ ọt tờ xe ở nâng màu vinh màu. Xong xong chân môn nọt mì bình ạ mở ổn. Yeah please. À, chân môn ba nẹ đời nơi xua. Ách xua bàn á. Ok. Chân nhóm ok mì riêng tì buồn. Chúng dân thử riêng, nhóm ở trong, nhóm bà sân chỉ dân chung ngọt lại những số nhóm ai bạp bàn á. Phụ pronoun, nâng nào nâng cứ nhóm bị bàn rùm lực tăng bị đàm mê riêng nó. Tăng bị đàm thơm á. Question text. Yeah, present perfect. Anh hay mùi tiết lùm hạt nơi khôn vượt bốc bài trăm ở nhóm bạp ấy ná. Nhưng tôi thua tới ná. Đi cái lại nâng. Nè khá. Click. Chúng mình ở bên khách nhóm đạo mê riêng tới ở dừng mơ là môn dừng ai thơ lên lên môn tới dừng ai đăng thật khó rồi cơ trời. Already yet. Mùi tiết cứ just. Nè. Đi lại nè. Bên cho anh copy tí bày nè. He buy new bike. Chúng dừng thử bắt ý kì. Bên cho anh dừng xem á. Yeah, he just bought new bike. Okay, but he what he hasn't ride yet. Yeah, you đã mở tập phần này. Chứ nó không nâng bật ít kì. Bật ít tại sao? Bật ở mũi, nơi còn lại ở new bike. Thôi mà đã trời tới miền á. Rươi có nhóm xe khoa ở đằng rươi có dòng mạch tế. Và hai chị ạch. Ní bên tay mưa nông sụp hơi bởi thám. Tại vì mình ở ọt ná. Ok. Hay ní cứ thật bạch ý kì. Bạch ít mùi tiệt. Ridden. Sorry. Mình rải. Ridden. Ok. Chúng bởi dụng nóng chân nè. Dương xe bênh dân bàn trời. Nhóm check mà. Ok nhé. Trời. Nè khá tiết. Chào xong chanh môn nè bình nhạc tôi chạy bạc thẳng.
Yeah, ở đây, bây giờ ở đây mình ở trên môn ta, mình ở đây nữa. Okay. Bye. Chương bây giờ cái lại nè, nè, cái này giờ nè đời nơi nơi nè nè mưa nè, xong bây giờ dài. Giờ thời mưa nè. Mình bị ai tiệt? Cha ti bùm mùi. Ti bùm mùi. Kẻ đấy. Đấy ấy. Mà. Đấy ai chờ? Nó đầy á khổ bạc, khởi nhớ dân cho lòng bạc. Present yes. Perfect. Nó. Present perfect. Mên A thì nó, dân mơ khởi ở ní. Apostrophe S nó mên, mên is nó. Cũng cho lòng is nó, ní cứ chơi tùm rong cắt bó has. Nó. Chắc mà cái này dân plek a principle bó kế này, plek a rule khẳng đám này. We form the present perfect simple with the verb have or has and the past participle form of the main verb. Khơi nhỉ? Dừng pra have nâng has bột chỉ mùi nâng past participle form. Nè, past participle form là dừng riêng nè. Okay. Ngày nâng dừng riêng mùi tiết past participle form tại đại. Bạn tới còn là đâu bị have has to be vậy. Okay. Dân bởi xin dân phở lại mệnh nâng. Lại mệnh nâng dân phở A anh nâng ấy kể present perfect passive present simple passive bạn. Kinh khó bạn. Mỗi present perfect simple mỗi present simple passive. Khó khăn ý nè. Chân 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 lòm. Dân chân lòm chân mỗi nâng is nè. Sorry, sees để tùm rung cắt bỏ has nè nè. Chẳng năng thử phở đấy. They have. Rồi có đấy. They have. Office. Yeah. Ở đây hay thế. They have bán này. Have. Ra mùi ấy. Have phở mùi ấy. Nè mơ tùm rung nè làm vinh. Chẳng. Yeah. Nè khó nông nâng nè. Already yet. Nè. Present. Perfect nè. Ok. Chẳng lại năng cứ dân phở. Ta sẽ cắt chế có bán, rồi có dương ta sẽ quỳnh chế có bán. Okay. À càng lơ nó có chân này. Nè. À càng lơ tầng ớt nó là she has chế có bán, she's chế có bán. Tầm rung cắt rồi bỏ has, nè, apostrophe s nè, mình mến. Mình mến chia is để lại nè. Hay mối tiết bật sân chia. Vì nơi tại anh, nó hữu tí ho, she has a phone. Nhưng mà chạy hào ấy kể lôi cho lõm. Mà này, xe như thế này, vì ớt nơi không present perfect nên thì, này present simple. Nhưng ớt là xe xâm rung cắt chứ, thì nó, ớt xe cắt chân thì. Vì trời bình. She has. À, này cứ present simple. Bên tay lại này cứ dân dạy present perfect cầm ai cho lắm. Nhưng để dân đăng này, I, you, we, they cứ dân phở mùi have. I dân phở mùi have. He, she, it dân phở mùi has. Nó. Trên lại nó cứ để score a goal but okay. They haven't won the match. Okay. Nếu quý vị sử dụng để trầm trải, chúng ai check mà. Cái miền bánh hà lại ná, nhóm ai mơ lăng vĩnh. Just her. Oh yeah, please just mùi ná, but just ná. Biện nâng thử miền. Just hỏi, miền dẹt mùi tiền ná. Chẳng đấy. Just score a goal, but they haven't won the match yet. Okay, nhé. Nhưng check mà đông tìm mà. Mình nơi ta khó. Nhưng check mà. They just score a goal, but they haven't won the match yet. Chờ đôi ảnh tình bí trong này chờ bê phô hai. Nơi ta khó tiệt chờ. Dương đã và hai chị đại ở tới chụp rồi còn nhóm ai click nơi con ông
Kazuse, sorry. Đón tiếp. Để chân nhóm tờ mơ nơi khó nông ở nơi bao nhiêu mình. Ta ta về miền cầm hỏi vì ai đã nắp bê khá lãnh chân bàn nhóm ai khá nhìn xù bê khá lãnh thực khó tới của dương ọt xú cứ nơi nâng này. Vì ai mà bị cầm lại đám để nhóm đã tại chùm lại vì ọt bàn trầm trời tạm ở vầy đến nế rồi cầm nhóm khó nhóm chân lòm lại nà môi tới vì ai khó hỏi nha. Mẹ riêng tì buồn. Just nhóm năng tha lại năng đã rồi năng ở tránh miền đã thơ tầm lại đã khó hỏi được group đặt mơ vậy nhá. Yeah, ở đây là khỏi bậc sinh gì error anh chẳng cứ xua nhóm mà bố nhóm mình bậc cắt thay nhóm ban thuê trời vậy nhá. Bạn thì chờ nhóm cài ôi nhóm cài buôn bạp đoàn thắng bạp chờ trở lòng mẹ ná chẳng nên là vì ai thay nhóm trở lòng lại na môi chẳng hả nâng này. Bạn chờ chờ nhóm khó tặng ai nhóm xe tặng khó nâng ai chờ mong thế hồi ấy thua lặng lặng bộ mạng đô ngay ớt thở đi chờ thua lặng pi ngay nơi tớ ớt thở đi yeah. Nhóm khó hả là anh chờ đặt đặt ở mùi là anh ra ấy chờ là anh ra ấy bà nhóm đặt ở là khói chui bị chạm vào nhóm vậy nhá của ai thay nhóm ở nhóm nhôm đã cầm nai nó không bao nhôm thì bị ắt cướp cướp rồi rồi nhôm đã cầm nai bao nhôm ắt ban trầm trớ chắc thưa ở dương thưa lòng hạt nâng tới bị ắt ban trớ chắc vì ai e rơi lại nha môi chân tới xua mi nhôm đồng bề nhôm mờ chính nhôm mờ nó không chậm lại nó ta nhôm e rơi lại nha chậm lại chuẩn cá nhôm phở pi bay tùm rong đồng bề khi dương đã tới nè bạn này thay dương phở tầm rung pin của bạn tầm rung cắt của bạn chứng minh mình the match they have scored a goal but they have not won the match yet they haven't won the match yet. They have scored a goal. Oh, nè, cái gì nhỉ? Nhóm nó không cầm nai bao nhóm bật just cái gì? They have just scored a goal, but they have not won the match yet. Chẳng chuyện cái nhóm play chẳng, nhóm play chẳng dừng ở đây cứ thua trời đi. Nè, nơi lịch pram ấy cứ dương thật phở ít nơi khăn trông anh dẫn những mơ tam nên tới hơi khi dương thật lịch bì nhá. She's just gone to bed but she has not switched off the light yet but she hasn't switched off the light yet. Chân khi dương mùi tiết thật bây giờ nhá. Khoa ta khám má gọi trời đây nè khá nông nè. Dù lẽ. Khoa ta khám má gọi trời đây. Chẳng dừng mơ tí ho cái khẳng đám cứ cái phở khám má. Ok, lấy dừng xạm đoàn tiền. Ok, dừng mơ dừng xạm đoàn tiền nè. Bây giờ có đại nè. Refresh motion đồng bài ở Việt Đào với chẳng bê khá vì chẳng đó vì error chẳng vì ai nhỉ chẳng nhóm error chung cá chẳng bê nhóm mệt ó
tới dương đã tới dương miền bành hà ấy dương phạm máu nhầm ai cài vinh bàn mền bật cọt thành nhầm nước đằng trời mà rồi bị rồi they have just for gold but they have not won the match yet. What's wrong? Chứng mơ mình đoàn tiệt tha viên bạn hạ ấy tiệt. They have just scored a goal, but they have not won the match yet. Have to score a goal, but they haven't won the match yet. Eddie admin call it day. Okay, sounds good. Chờ lại có thêm đi không chờ? Yes. Lại có lại thêm đi không? Score. They have just scored a goal, but they have not won the match yet. Okay. Trời, cái nhé. Chắc mà xin thì dân thì sẽ trời tạm nâng tới về này. Tại mình những việc mềm, cũng họ bao nhiêu mềm. Nói khăn ông chùm lại bao nhóm cứ nhóm bật just hay nâng bật yeah, but just like này. Okay, chứ ngần này cứ chân đài. Vậy thì cả đạm vinh tầng ở xí. Just gone to bed. Má complete nữa. But she hasn't switched off switch ED nữa. Check mà đón tiền nữa. Ok nhé. Đã trời ta một cái trời nữa. Bạn ta về bánh hà đưa ảnh đi chứng. Bạn xin chìm miên bánh hà error khăn chân mình tên. Xua nhộm nữa. Xua nhộm bật chạy bật thàm. Ok. Dù lấy. Dạ chờ. Ok. Nâng bàn tư từng ọc này bật xin chìm chăm tại nhóm cứ gọt tư một tí nữa. Bố mến nhóm ạch cho thì đi nhóm bạm nhờ nữa. Chẳng mạnh xong bây giờ record nữa khá nông record mê riêng đại nên nâng của nhóm ạch sơ tục chất đại. Chúng ta tới ai viên cái lại nè, cầm hộp cái lại nè. Nhưng tới chẳng bất đạo dừng ở cái này dừng mớ vì ai miên bằng hà. Ok. Tại ở đây thì nha, nhóm nâng đạo ấy bởi dân dịch này dừng request. Nhóm nhưng mà đại khai nên từ tua nên còn họ để nhầm thuê thế bớt xin chỉ nhầm khó miền này cái ắt cho đấy nữa chương dương thật cài còn dương từ tua tới là dương cài tới cái bàn này nữa cho lại cho từ lẽ mày hiện đây ở lại hoặc ngày nữa cho buổi trong châu mơ về bên xã thông mây chẳng hả chờ vô mày liên lại nên mọi nên bớt nhầm tôi nhầm phạm chừng bớt xin trong mơ nhầm từ lẽ ảo toàn nữa, ok. Tại nhóm record mê riêng nâng bật thai mùi tiết để nhóm tài liệu ảo dài nữa. Mê riêng đã nhóm record đã ở mình khi dương trô tế. Ok, nhóm tài liệu ảo là hốt. Tại còn đã nhóm record luôn ai khi dương ở trô tế. Nè, nhóm ảo trên link mùi nè. Ok nhé. Ngài trô mưu bà. Nhóm trô mưu ảo link. Yes. Tại bởi dân trong bàn là phát toàn lý, bởi phát toàn lý về vền. Dù lấy về vền. Vền hỏi. Capture. Yes. Download capture. Trong download đó.
download đam mê riêng nâng chờ đi chờ file mê riêng đầy dương record nâng mến nâng chờ nâng nâng record nâng vì record cho tôi nông Google Classroom Google Classroom nâng về thử review đôi chìa mà ngay ấy tiết bàn về áo lột chênh màu lột chênh ở dương ảnh mở bàn em download nhưng mà đang tham mạch đá vô nhưng mà đã download tê bàn thì chế chứng hãy nhóm record kẹo kẹo vệnh nhóm record mùi chứng cảm bất nhóm dần ai bê chờ anh bần tay à record mấy nhóm chưa chạy thả nhóm bàn mơ đã lỡ gồm hò ấy xe bàn trầm trời đôi chiếc ngày nâng chứng chứng khơi miên gồm hò của lãnh khác nhóm thở cài bình phliếm phliếm chứng nhóm record tự lỡ nâng cứ nhóm ai cài đầm rời hai cô mê riêng nâng có ở về anh đài cho mê riêng ở đây cho record lăng quanh nâng cho record ở tầng A lăng quanh rồi có cho chân dân thở mơ bà record nấy dân nhóm record lăng quanh bên tay nhóm vô tại chân đòi xâm khăn thì nhóm ọt vô mê riêng từng mũ thì vô đôi cái lại dân thở phía sai chứ cứ ọt miền thì hai nhóm có ọt miền thì nhóm đã ta mê riêng từng đòi thì tại lơ nơi lơ slide dân thì nhóm bởi vô lơ nơi nông ở vây giờ miền nơi nông slide bởi màn chân đòi cứ dân khơi nhập bằng năng thì ở đây mới dân linh đá và miền cục mê riêng đó mơ bên tay mơ cắt cắt á chờ vô tao chùm lọc nào lại thử vô lùm hạt chẳng á chờ nâng ấy mơ tới chùm lọc nào đây này tới bùa nhóm record ta 30 nịt tí ấy thế kìa nhé nhóm màu thua video nâng làng vinh nâng cứ 30 nịt tí chẳng cặp bất nhóm chân ái bê nâng tiết ná nhóm thầy chân ái bê đầm bấy thơ à mê riêng môi môi nâng làng vinh tiết hạt ấy đời xa nhóm kết thà nhóm bởi riêng hai chết nhóm ai tương thay cả lại ná để khuyên dương miên bánh hả nơi chung ngó nhóm ai bật thay em nơi khăn nông nụ bần tay bần nâng nông record này toán gỡ ở miền thì ai bê khá nhóm ai chân lòm mê chân tới chứ nhóm ai cài đầm rơi nơi khăn nông bê để nhóm record mà đón tiết nâng ai ok thì chờ ok hay nâng ai bật khuyên dương xua nôm chân tới nhóm chê tập lạp đồ nhóm ai tâm mơ mê riêng nâng làng vinh tới còn lại ná nhóm cài đầm rơi ai vậy ná chẳng hạn cùng nơi nghiêm tiếng writing cả đời bỏ vô cho nó nhá su màu nó chat su màu telegram mà nhóm mớ nhóm đang bị chạy bật thay mày tại bây giờ ọt ngó dừng ọt su dừng ọt vớ từ một rồi nó mê riêng này từ một chừng nó ok chừng miên bình nắng hay chầm mưa là